lên buồng cái ấy đi anh ạ, mà chụp. Trước cửa cái này này. Chỗ nào sáng sủa, chỗ nào sáng sáng thì anh quay vào cho em một tí. Đấy, có cái mặt ở đây rồi. À, có cái mặt đây rồi. Bỏ cái ô ra ngoài tí đi cho cái mặt lớn lên. Đây anh ơi, đang đấy. Chỗ này đúng vào có nhìn được người không? Từ từ đấy nhá, quay một đoạn này đã. Cứ quay thoải mái đi. Bọn em để mẹ xuống dưới hộ giữa hồ anh chụp cho cái. Bây giờ ra ra cái chỗ kia không ra được anh ạ. Nó như là lối Phú Sĩ nhỉ. Như lối Phú Sĩ thật. Mưa thì có vẻ đẹp không nhỉ? Không mưa là sao mưa này chụp ảnh đèn lát lên đẹp được. Cái đấy chị bảo là không mưa thì chui bố vào được tận chỗ đấy luôn. Nó có đèn đây này. À, tối nó mới có. Quay nó cũng có nhưng mà tối nó. Chứ phải tắt nó đi đẹp hơn. Chụp mới cần đèn chứ không. Còn núi Phú Sĩ nó thấy ngon này. Ông đang phá sóng không có chụp. Có cái gì ăn đi đấy? Ăn bên đấy thì ăn bên đấy. Con ngồi bên này. Ủa tí. Thế nào? Những gì anh muốn? Không có mùi luôn. Khó quá, tôi nhìn nước anh được à? Xong rồi anh cho. Anh rửa ăn, anh rửa ăn xuống chiếc nắng rồi á. Anh rửa. Nhìn anh cho sắp vào cái nồi lẩu cho sôi sục lên đây. Thả luôn điện thoại ở đây luôn. Tránh cái khói này ra không nó. Tránh cái khói ra không nó vào. Cái gì xúc xích thì ơi, xúc xích à? Xúc xích bên này quá. Đây đây em ơi. Thiên đoàn huyền, hải ơi vui sóng gió. Anh nhớ đồng làng quê, thank you.
quang ở hò có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những người đồng bào nơi đây thì đó là một cái điều thực sự là rất là hiếm. Và Lý Em Quý là một người diễn viên đã đi rất nhiều những vùng miền của Tổ quốc, thì em phát hiện ra một điều, đó là những cô gái ở vùng cao chúng ta phải nhìn thật kỹ mới thấy được, đó là nét duyên dáng, nét dịu dàng, xinh xắn của các cô. Và mặc dù hàng ngày các cô gái ở đây đều phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, gắn liền với ruộng nương, với những mảnh đồi, tuy nhiên da vẫn trắng, má vẫn ửng hồng. Và nếu như nhìn kỹ thì đó là một cái vẻ đẹp tiềm ẩn mà bất cứ có thể làm rung động bất cứ một trái tim một du khách nào mỗi khi đến đây. Và để chào đón những điệu nhảy đầu tiên của chúng ta thì nhà mình hãy dành cho nhóm nhảy một tràng pháo tay lớn được không ạ? Chúng ta được không ạ?
Phản nám quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay nó sẽ thu lẻ. Hãy nhìn những cô gái người Mông, người Tày để chúng ta học theo điệu xòe. Vâng, càng đông càng vui, càng đông càng ấm áp và càng đông tình cảm của chúng ta được càng như lên. Chúng ta chờ gì nữa, quý vị vẫn còn đứng ở ngoài ạ. Chúng ta hãy vào thêm đi ạ, cho mọi người chúng ta tiến tâm lúc xưa cùng. Trên môi của mỗi một du khách, và hãy cho tôi thấy chúng ta thể hiện những màn xòe đặc sắc như thế nào. Và đến với những núi rừng Tây Bắc của miền Bắc Việt Nam chúng ta, thì những chợ xòe đó như là linh hồn của núi rừng, linh hồn của cộng đồng những người ở đây. Vậy chúng ta hãy cùng hào hòa chung trong những ngôi đền này. Vâng, và quý vị ơi, chúng ta lại một lần nữa đứng lên và nắm tay đi ạ. Vâng, không mấy khi chúng ta có cơ hội để xích lại gần nhau, để nắm tay của những người bạn bè đồng nghiệp của mình. Và đây là một cơ hội một buổi tối để cho quý vị có thể làm quen với nhau, thêm tình cảm yêu, thêm tình cảm yêu và thêm tình cảm cho mình. Và đến với cộng đồng dân tộc người Thái ở Tây Bắc, chúng ta có 6 điệu xòe cổ. Điệu xòe thứ nhất đó là điệu xòe tung tăng thể hiện sự vui vẻ. Điệu xòe thứ hai đó chính là điệu xòe bổ bốn, thể hiện rằng dù cho đi bốn phương trời, chúng ta vẫn sẽ tập trung về với bản làng, với cộng đồng và với quê hương của mình. Điệu xòe thứ ba đó là điệu xòe nâng khăn mời rượu, mỗi một lượt mời rượu đó là 3 chén. Và khách cũng như chủ, chúng ta đều say thì như vậy mới nắm tay nhau đi vào vòng xòe được. Và điệu xòe thứ tư đó chính là điệu xòe vòng tròn mà quý vị vừa thể hiện. Và điệu xòe thứ năm là điệu xòe tiến lùi, sắp tới chúng ta sẽ thể hiện. Và điệu xòe cuối cùng đó là điệu xòe để kết thúc một cái dịp lễ hội lớn, đó là điệu xòe vòng tròn vỗ tay. Và bây giờ chúng ta hãy cầm tay nhau đi ạ, đứng sát vào bên nhau và chuẩn bị điệu xòe tiến lùi.
cô gái à, xinh xắn lấy nhau đến từ Thung lũng Hoa Việt Tú. Chúng ta hãy xòe nhé. Vâng, chúng ta bắt đầu di chuyển đi ạ. Hãy cùng nhau thể hiện những điệu xòe vô cùng đặc sắc và rực rỡ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Hôm nay không biết là di xòe. Sao mặt buồn thế? Pin điện thoại hết. Mẹ khổ đấy chứ. Giờ này đến đây lại chơi điện tử thế này. Yeah.
Rau bên này đầy này. Đi đâu hết rồi nhỉ?
đi đâu ấy? Mua được gì chưa? Về tháng năm tháng sau à? Không phải, bắt đầu từ đầu tháng 12 xong rồi đấy. Quấn dây vào quay à? Cái này mình quấn dây vào không mình muốn quay mình quay. Quay nó là quay là cái nào nó. Thấy chơi phải cái này dễ thôi chú. Cái sân là gì? Chúng ta phải sân đất. Thì đây là sâm cuy. Làm ra rượu thì chó này tổng kết giá nghe là chúng nó bình lắm cho tôi trên đây đi. Má con mời nhà má. Thầy là luôn rồi nhé. Đưa nó mang bây giờ. Cái chủ yếu là mình nhận những cái ảnh viết thôi. Cái bảo là trong kia Hương vào ấy đi. Nói đi đi. À, bây giờ mình lại đang trên kia đi rồi này. Chị ơi, em tự chào chị.
Đây nè. Bạn chị cái loại này. Chị ông ơi. 10 cân 731 125 25.000. Đây là. Thử rượu chưa Phong ơi? Nấu rượu lên, mày nấu rượu đây. Làm cha tôi có không nhỉ? Hả? Đi. Đi đi thôi. Còn cái gì nữa mà có mỗi à, lên tầng. Đây à? Đây. Còn lên trên gác không? Ơ hội không đi à?
thằng kia đi đâu hết, đi đâu mất rồi không biết. Đây. Ok. Ok. Nhưng cũng phải quay một vòng chứ. Anh còn đây thì anh đến đây nhá. Hai chị em đứng ra kia. Này xịn thế, nhà rộng thế. Đâu mẹ mình đi đâu nhỉ? Xem mặt em. Đi. Thì phần lớn ông quản lý là tay sai của Pháp quản lý ở cái vùng này, phần lớn là quản lý người Mông, người Mèo thì mới gọi là vua Mèo. Đấy, ông ấy không phải là người Mèo, người Tây gốc của ông ấy là từ Lạng Sơn sang bên này để là ông ấy di cư sang bên này để ông ấy làm ăn bên này. Thì khi đến năm 1905 thì dân Pháp bắt đầu vào đô hộ ở cái vùng Bắc Hà này và Lào Cai, Sapa. Thì biết ông Hoàng Yến Tơ Chao này là một trong những người rất là giỏi và tìm được những cái mảnh đất nó màu mỡ và đấy, trồng thuốc phiện và trồng những cái cây lúa đầu tiên ở Bắc Hà này. Thế thì Pháp mới bắt đầu thu phục ông ấy về làm việc cho thực dân Pháp. Quán nào đấy? Quán gần đây này hay là đặt trước đi? Đặt luôn đi, nhà mình vào đặt đi, xong rồi mình đi chợ xong rồi mình đi.